Từ tuổi 25, lượng glutathione nội sinh bị suy giảm, làn da bắt đầu lão hóa và các cơ dần chảy xệ. Nám, tàn nhang và vết chân chim dần xuất hiện rõ rệt, da xỉ màu và thiếu sức sống, khả năng thanh lọc cơ thể cũng bị ảnh hưởng đáng kể do thiếu hụt hoạt chất này. Bởi vậy, chúng ta cần phải bổ sung glutathione từ bên ngoài thông qua đường uống. Bộ đôi Zerit YC và Zerit Y đã tạo nên một liệu trình chăm sóc sắc đẹp an toàn và trọn vẹn nhất. Zerit YC với 500mg L-glutathione và 1000mg vitamin C là sự lựa chọn hoàn hảo cho một quy trình chăm sóc làn da tối ưu và hiệu quả. Tiếp sau đó, sản phẩm Zerit Y ra đời chứa thành phần 500mg L-glutathione giúp bổ sung hàm lượng thích hợp vào cơ thể. Giải pháp chăm sóc da thế hệ mới giúp làm trắng da từ sâu bên trong, hỗ trợ làm mờ nám, tàn nhang, chống lão hóa và trung hòa các gốc tự do, đào thải các chất độc tố, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Đem lại hiệu quả làm trắng và trẻ hóa làn da chỉ sau một liệu trình sử dụng, trả lại nét đẹp thanh xuân cho làn da của bạn. Bộ đôi Zerit, trắng da, chống lão hóa và thải độc cơ thể, đem thanh xuân trở về bên bạn.